quý vị và các bạn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 chính thức được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố là một đại dịch toàn cầu. Thông tin về dịch bệnh luôn thường trực hàng ngày và thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân. Cũng chính bởi vậy nên việc người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng khi số lượng người mắc dịch bệnh trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam thì tăng lên hàng ngày cũng là điều khó tránh khỏi. Hơn thế còn có thêm sự tác động của những thông tin giả, thông tin sai sự thật khiến cho cuộc chiến chống dịch bệnh thêm phần khó khăn. Dù Vậy với niềm tin vào sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc nghiêm túc và trách nhiệm của các ban ngành địa phương và mỗi người dân, chúng ta có thể tin tưởng Việt Nam nhất định sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Hơn 2 tháng qua, trong khi dịch bệnh COVID-19 lây lan với tốc độ khủng khiếp ở nhiều nước trên thế giới thì Việt Nam vẫn là quốc gia có tỷ lệ người lây nhiễm thấp. Điều đó thêm lần nữa chứng tỏ năng lực lãnh đạo của Đảng sự điều hành của chính phủ với quyết tâm chính trị cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe cho người dân. Các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin hàng ngày, hàng giờ về tình hình dịch bệnh. Tại các phường, xã, loa đài hàng ngày phát đi lời nhắc nhở, khuyến cáo của ngành y tế và yêu cầu của địa phương về khai báo y tế. Với sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ và sự sát sao của các ban ngành các địa phương đối với những trường hợp mắc bệnh nghi nhiễm đã cách ly kịp thời để không lây lan ra cộng đồng khiến cho người dân yên tâm hơn rất nhiều. Bên cạnh đó là sự quan tâm về mọi mặt đối với những nơi bị cách ly như chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, động viên tinh thần của người dân. Không chỉ vậy, nhiều tập thể, cá nhân còn tổ chức quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh, tổ chức phát khẩu trang miễn phí và vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng vì tôi tin rằng là chúng ta đã làm rất tốt, đã và làm rất tốt về việc là Uh, chống dịch uh, virus này vì vậy cho nên là tôi chỉ mong rằng là tất cả mọi người dân chúng ta ai cũng phải có ý thức cùng với chính phủ để chúng ta vượt qua uh, gọi là cái hoạn nạn của dịch virus corona này uh, đối với bản thân tôi thì qua cái theo dõi về tình hình dịch bệnh cũng như là công tác lãnh đạo chỉ đạo của uh, chính phủ cũng như là các cấp chính quyền từ thành phố đến các quận huyện thị xã thì tôi cảm thấy là thực sự là rất yên tâm. À, mặc dù bây giờ dịch bệnh trên thế giới thì đang diễn biến rất là phức tạp nhưng đối với Việt Nam và thì đã như thủ tướng chính phủ nói là mình đang kiểm soát rất là tốt. Tôi thì chắc là mọi người làm được phải bảo vệ chính mình và giữ gìn sức khỏe tự mình giữ lấy bản thân tự mình giữ bảo vệ lấy mình. Chắc chắn là phải vui được. có thể nói trong thời gian qua cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc và đạt kết quả tốt được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao tăng thêm niềm tin trong nhân dân đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp thường trực uh... Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 tháng sáng 14 tháng 3 và cũng đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Trên các trang mạng xã hội thì có rất nhiều bình luận thể hiện về niềm tin và nỗ lực chống dịch bệnh của Việt Nam trong thời gian qua. Có trực tiếp trong tâm dịch mới thấy sự khẩn trương tích cực của các cấp các ngành cùng nhau đồng lòng quyết tâm khống chế dịch. Lần này thì mình thực sự bị thuyết phục và tin yêu vào chính phủ. Từ việc phun thuốc khử trùng khắp phố phường và từng ngõ ngách nhỏ của các gia đình đến việc theo dõi y tế cho từng thành viên trong vùng dịch cũng như việc cấp miễn phí gạo, nước, mì, dầu ăn, nước rửa tay. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Việt Nam chúng ta là một khi mà đồng lòng thì sẽ chiến thắng đại dịch này. Chúng ta tự hào đã từng chiến thắng trong rất nhiều cuộc chiến. Tôi tin vào chính phủ, tin vào người dân Việt Nam. Ngay chung cư tôi sinh sống thì tất cả mọi người đều tuân thủ theo những khuyến cáo của Bộ Y tế. Ai cũng đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và rửa tay sát khuẩn thì chắc chắn còn virus kia không thể tấn công chúng ta được. Phải lạc quan nhưng không chủ quan, tin tưởng nhưng cũng phải hành động. Bảo vệ, phòng chống dịch cho mình chính là bảo vệ cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, số lượng người bị dịch bệnh SARS-CoV-2 vẫn đang tăng lên từng ngày ở nhiều nước trên thế giới và ngay tại Việt Nam của chúng ta. Có lẽ chưa bao giờ cuộc sống của người dân lại đảo lộn như hiện nay tuy nhiên có một điều có thể khẳng định đó là chính phủ việt nam đã và đang làm hết sức mình để khống chế dịch bệnh và điều này đã tạo thêm niềm tin và sự lạc quan cho người dân việt nam trong cuộc chiến chống dịch đầy khó khăn này và với chủ đề niềm tin đẩy lùi dịch bệnh ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay vâng xin chào quý khán giả đang xem chương trình xin chào biên tập viên lan hương thưa phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam ạ à, anh nghĩ sao về niềm tin của người việt chúng ta trong việc mà chống dịch này và theo anh cái niềm tin đó từ đâu mà có ạ À, tôi nghĩ rằng là chúng ta đang có một cái niềm tin rất là lớn rất là mãnh liệt về cái việc là chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh và những cái niềm tin đấy nó đều có cơ sở cả chúng ta đã có ban chỉ đạo với những cái biện pháp rất là mạnh và rất là quyết liệt ngay từ rất sớm chúng ta đã chiến thắng trận đầu với 16 bệnh nhân đã được hoàn toàn chữa khỏi và bây giờ chúng ta đã có những cái chiến lược để mà chuẩn bị cho những cái tình huống xấu hơn ví dụ như có cả những cái chiến lược mà cách ly cho 30.000 người uh, nhiễm bệnh hoặc là những cái phương án cách ly cả một con phố một quận rồi là ví dụ như là đã tập huấn cho cái đội ngũ y tế thậm chí là có thể là còn chuẩn bị cái đầy đủ cả về mặt lương thực và các cái biện pháp khác nữa để giúp cho người dân có thể là khai báo thông tin y tế hoặc là khai báo lưu trú cho những người nước ngoài thì tất cả những cái phương pháp đó đã phản ánh đúng ở trong cái tinh thần mà phó thủ tướng vũ đức đam cũng đã nói tức là chúng ta đã lường đến những cái tình huống xấu hơn để tình hình nó không xấu đi và chúng ta đã nghĩ đến những cái tình huống xấu nhất để không bao giờ cái tình huống xấu nhất đấy nó đã xảy ra vì vậy cho nên là chúng ta hoàn toàn có niềm tin rằng là những cái hành động rất là quyết liệt của chính phủ và của của toàn dân cũng sẽ giúp chúng ta chiến thắng cái dịch bệnh này. Vâng, có thể nói là niềm tin là một điều hết sức quan trọng bởi vì nó có thêm sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn, thử thách đúng không ạ? Và một điều đáng ghi nhận là trong thời gian qua, bên cạnh việc phòng chống dịch thì chúng ta đã thấy được sự chuyển biến trong à. ý thức của người dân đúng không thưa anh? Vâng, ý thức của người dân thì trong thời gian qua chúng ta nhìn thấy cái sự chuyển biến rất là rõ ràng. Bây giờ mọi người đã hình thành một cái thói quen uh, ra ngoài nơi công cộng là đã đeo khẩu trang rồi và chúng ta cũng là thường xuyên rửa tay và nhắc nhở con cái là sẽ vệ sinh và rửa tay hàng ngày. Rồi ví dụ như là đã có rất là nhiều người đã xây dựng những cái thói quen mới, không đi ra những cái nơi đông người, bắt đầu làm quen với cái việc là uh, học tập rồi là thậm chí là sinh hoạt và làm việc uh, online. Rồi là ví dụ như là có rất là nhiều nghệ sĩ cũng đã có ý thức là tham gia sáng tác những cái tác phẩm để mà tuyên truyền về cái phòng chống cái dịch bệnh này ở trong cộng đồng cũng đã có rất là nhiều người thậm chí là có phải là hoãn cả những cái việc riêng của mình, ví dụ như hoãn đám cưới để cùng chung tay phòng chống dịch và có rất là nhiều người cũng đã đóng góp cho những cái người chiến sĩ đang ở trong cái tuyến đầu để cùng với cả cộng đồng phòng chống dịch thì tôi nghĩ rằng là ý thức nó đã đi vào trong cái trái tim hoặc là trong cái nhận thức cái suy nghĩ của từng người dân và cái điều này cũng là một cái yếu tố mà chúng tôi cũng sẽ nghĩ rằng là cái cuộc chiến của chúng ta với cái sự ý thức của mọi người thì chúng ta sẽ có nhiều cái khả năng và sớm vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này vâng tức là mỗi một người phòng dịch thì chính là mình cũng ý thức để phòng dịch cho cộng dạ, vâng. đồng đúng không ạ và ngay bản thân tôi cũng thấy là ở chung cư tôi sống ấy thì mọi người ai cũng rất có ý thức ngay từ những người bảo vệ những cô lao công cho đến tất cả những người dân sống ở đó và mình cũng cảm thấy rằng à ai cũng có ý thức như vậy thì chắc chắn sẽ vượt qua được dịch bệnh À, với niềm tin chỉ đạo của chính phủ thì trong giai đoạn đầu đã cái cuộc chiến chống covid 19 chúng ta có thể nói là tạm thời được khống à. chế và chữa khỏi cho được những bệnh nhân đầu tiên tuy nhiên trong giai đoạn mới để khó khăn này thì khi dịch bệnh lại đang bùng phát trở lại à, thì để duy trì được niềm tin đó người dân phải làm gì khi mà những cái thông tin giả rồi những thông tin sai sự thật cứ lan tràn uh, uh, tràn lan ở trên mạng như một thứ virus thưa anh chúng tôi cũng cứ nói đùa với nhau ấy. bây giờ chúng ta đang có hai cuộc chiến M một là cuộc chiến chống cái dịch bệnh virus covid 19 đấy và thứ hai nữa là cuộc chiến chống cái tin giả về cái virus covid đấy ở trên mạng xã hội và trong cái cái virus tin giả ấy, thậm chí là nó còn lây lan nhanh hơn tại vì là trong một thời gian ngắn có thể tác động đến rất là nhiều người qua những cái mạng xã hội à, thứ hai nữa nó cũng gây hoang mang và nó gây nên những cái phản ứng không phù hợp của những người dân ở trên thực tế thì à, à, chúng tôi cũng có chia sẻ với nhau rằng ở trong cái giai đoạn này đa thư là loạn tâm tức là chúng ta sẽ không nên quá là đọc quá nhiều những cái nguồn tin ở khắp mọi nơi nữa hãy chọn một hoặc là hai cái nguồn tin nào mà tin cậy nhất để mà chúng ta cập nhật thông tin hàng ngày thôi. Ví dụ như là quốc tế thì hãy vào cái trang tin của tổ chức y tế thế giới. Còn là ví dụ như là ở Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta vào những cái nguồn tin rất là chính thống hoặc là cái cổng thông tin của Bộ Y tế chẳng hạn để chúng ta cập nhật. Và nếu mà có thể thì trong giai đoạn này cũng chính là cái thời gian mà các bạn xây dựng một cái thói quen mới tốt hơn đấy là cai cái mạng xã hội đi. Còn nếu mà chúng ta không cai được mạng xã hội thì khi lên trên đó phải đọc có chọn lọc, bình luận phải có suy nghĩ cân nhắc và like thì cũng cần phải có một cái sự lựa chọn và chắc chắn với những cái nội dung nào là phù hợp thì mình hẳn bày tỏ cái thái độ của mình với những cái thông tin đó. Vâng, à, có thể nói là hiện nay Covid 19 và nay là Sars-CoV-2 đang có diễn biến rất phức tạp và khó lường. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhận thấy là chính phủ Việt Nam vẫn có những giải pháp rồi hướng đi cụ thể phù hợp với từng giai đoạn giúp cho người dân có thể yên tâm phòng chống dịch hiện nay và với bản thân anh cá nhân mình thì anh có tin tưởng là chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này thành công hay không ạ? Và tôi nghĩ rằng là hoàn toàn tin tưởng vì chúng ta có một cái ban chỉ đạo với những cái chiến lược rất là nhất quán. Chúng ta là giám sát rất là chặt và chúng ta ngăn chặn bệnh một cách là kiên trì, kiên quyết và nhất quán từ đầu đến cuối. Chúng ta đã có rất là nhiều những cái chính sách mà như là thủ tướng cũng đã nói là không để lại bất kỳ một cái người dân nào ở phía sau. chúng ta điều trị miễn phí chúng ta đã có những cái phương án thậm chí là hỗ trợ cả cái các cái chế độ cho những cái người dân ở cái vùng cách ly và cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng một cái vaccine để giúp cho chúng ta sớm có thể là vượt qua được cái dịch bệnh này chính là cái ý thức của mỗi người dân chúng ta hãy cùng với nhau là hãy tuân thủ những cái hướng dẫn của bộ y tế chúng ta đừng có lan truyền uh, những cái thông tin mà chưa được kiểm định hoặc là những cái tin giả ở trên mạng xã hội và chúng ta hãy uh, uh, tự uh, uh, bảo vệ bản thân mình, bảo vệ cộng đồng bằng những cái suy nghĩ tích cực và những cái hành động thiết thực uh, hàng ngày. À, tôi cũng nghĩ như vậy ạ, mỗi một người dân tự ý thức, tự phòng tránh dịch và cũng nhắc nhở những cái người xung quanh mình uh, chính là giúp cho tất cả mọi người có thể vượt qua đại dịch này đúng không dạ. ạ? Và tôi cũng tin tưởng vào điều đó, uh, tất cả người dân chúng ta cùng đồng lòng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đã, đã, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra mệnh lệnh chống dịch như chống giặc để huy động vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không ai được có cái thái độ chủ quan với dịch bệnh. Qua đây cho thấy sự quan tâm của nhà nước đối với dịch bệnh là tối đa, đặt sức khỏe của nhân dân là trên hết, dù phải hy sinh lợi ích kinh tế. Với sự quyết tâm đó của Chính phủ cùng với niềm tin và sự đồng lòng của mỗi người dân như trong thời gian vừa qua, chắc chắn thì chúng ta sẽ chiến thắng được dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh SARS-CoV-2 có những diễn biến phức tạp, nhiều người dân trên địa bàn thủ đô đã có những cách phòng dịch đúng đắn, đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Mục góc văn hóa tuần này sẽ phản ánh những hoạt động tích cực trong việc phòng dịch của nhiều người dân thủ đô bổ sung việc kiểm tra thân nhiệt đầu giờ là yêu cầu bắt buộc được đưa ra ngay từ hai tuần nay tại công ty bảo hiểm pvi đồng thời khuyến nghị nhân viên nên đeo khẩu trang khi làm việc tại nơi đông người đây là biện pháp tăng cường để phòng tránh dịch bệnh ngay tại nơi làm việc ở đơn vị mình thì sẽ trang bị nước rửa tay kháng khuẩn và đồng thời là có cả khẩu trang. Và tại tổng công ty mình cũng có yêu cầu là tất cả các văn phòng đều phải phun thuốc diệt khuẩn. Mình ngồi ở tại vị trí ở công ty thì là cũng tiếp xúc với rất nhiều người. Tại vì nhiều người cũng đến và đi rồi là ở trong công ty thì công ty cũng tuyên truyền là tất cả nhân viên trong công ty là đều phải đeo khẩu trang 100%. Còn tại các khu chung cư, Bên cạnh việc trang bị dung dịch sát khuẩn tay được đặt tại chân tòa nhà, nhiều chung cư tại Hà Nội đã bắt đầu triển khai thu thập thông tin sức khỏe của cư dân. Với gia đình chị Huyền, cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang, khi về toàn bộ quần áo khoác sẽ được để riêng và quan trọng nhất là rửa tay thường xuyên. Cho các con chịu khó rửa tay nhiều hơn tức là cứ khi đi ra ngoài và uh, đi ra ngoài về là sẽ vào rửa tay đầu tiên sau đó mới làm mọi việc. Với gia đình chị Vân, bên cạnh việc tăng cường hoa quả rau xanh để tăng sức đề kháng, thì chị liên tục dọn dẹp, đặc biệt là vệ sinh sát trùng bàn ghế, tay nắm cửa. Theo chị, đây mới là cách phòng dịch hiệu quả. Quan trọng là quanh nhà này là phải rất là sạch sẽ, an toàn. Các cái cửa cầm nắm rồi, nhà vệ sinh, những nơi mà tín gió không thoáng ấy, hay là đồ ăn, các dụng cụ làm bếp nữa phải sạch sẽ. Thì mình nghĩ cái đấy chính là những cái có thể tăng sức đề kháng cho con vì con hít thở ở nhà nhiều hơn ở ngoài đường. Các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh, thường xuyên rửa tay, để nhà cửa thông thoáng, hạn chế tới nơi đông người và liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe là cách người dân có thể tự bảo vệ bản thân và chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Chương trình văn hóa sống tuần này xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.